Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị đến đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Mưa lớn đã đổ bộ miền Nam Trung Quốc trong nhiều ngày và mực nước của 148 con sông đã vượt qua mức giới hạn cảnh báo. Nhiều nơi bị ngập, nhiều người bị cuốn trôi, nhiều ngôi nhà bị sập, ô tô cuốn trong dòng nước xoáy, người dân bỏ chạy tán loạn. Các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc không đề cập một lời nào với bức ảnh gây sốc này. Hãy cùng điểm qua những cảnh mà bản tin CCTV không thể nhìn thấy. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho đến nay, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 5,8 triệu người ở 22 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây. Với 39 người chết và mất tích, hơn 400.000 người chuyển đi, hơn 5.200 ngôi nhà sập. Trên mạng xã hội, các video và hình ảnh được đăng tải bởi các nạn nhân do thảm họa gây ra ở nhiều nơi khác nhau đang gây sốc. Vì các báo cáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc về thảm họa thường bị thu hẹp nghiêm trọng, dữ liệu về thảm họa thực sự đã trở thành một bí ẩn. Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức họp báo nói rằng tình hình kiểm soát lũ lụt năm nay rất nghiêm trọng và toàn dân nên chuẩn bị cho những trận lũ lớn. Các quan chức từ Bộ Tài nguyên nước cho biết trận mưa xối xả bắt đầu từ một tuần nay đã ảnh hưởng đến một khu vực đáng kể. 148 con sông trên khắp cả nước đã trải qua lũ lụt trên mực nước cảnh báo. Tây Giang và Bắc Giang ở lưu vực sông Triều Giang đã trải qua trận lũ đầu tiên, lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực. Các quan chức của Bộ Thủy lợi cũng cho biết trong số 98.000 hồ chứa, 95% là hồ chứa nhỏ, một số có vấn đề và không thể đóng vai trò điều tiết lũ và giữ nước. Trọng tâm của Bộ Thủy lợi trong năm nay là ngăn chặn tai nạn hồ chứa. Chen Yang, một người dân ở phố Liên Giang, thị trấn Sông Giang, thành phố Li Pu, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, người bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa, nói với The Epoch Times rằng ngôi làng của anh có từ 2.000 đến 3.000 người và toàn bộ ngôi làng đã bị ngập lụt, 90% nhà dân bị sập. Ông tiết lộ rằng thị trấn Hoa Kỳ và thị trấn Ma Linh lân cận cũng bị nhấn chìm bởi vì sự cố vỡ đập của hồ chứa thượng nguồn và cống nhân tạo của hồ chứa nước Đài Giang. Dân làng của chúng tôi nhìn thấy có người bị nước cuốn trôi và căn bản là không có cách nào tìm thấy. Các nạn nhân thảm họa ở Li Pu, Quế Lâm, Quảng Tây nói với Epoch Times rằng hồ chứa xả lũ mà không có cảnh báo trước và một số lượng lớn nhà bị sập, nhiều người bị lũ cuốn trôi và mất tích, nhưng các quan chức khẳng định không có thương vong. Ông Chen Hong, người quản lý một nhà trọ ở quận Jiangsu, Quảng Tây cho biết trời mưa rất lớn từ đầu tuần này, một hồ chứa địa phương bị vỡ và nước tràn vào quận. Toàn bộ thị trấn của quận bị ngập lụt và một số tòa nhà 2 tầng của cư dân bị ngập. Lũ lụt ở Quảng Tây chỉ là một mô hình thu nhỏ của lũ lụt ở các thành phố phía Nam. Tệ hơn nữa, mùa mưa vừa đến và thiên tai vẫn đang mở rộng, hình ảnh các thành phố bị lũ lụt vây hãm, nhà cửa sập. Người dân bị lũ cuốn trôi, ô tô lăn bánh trên đường phố và dòng xe phân khối lớn chạy đua đòi mạng thật là sốc. Tuy nhiên, tin tức được đưa ra bởi các tổ chức truyền thông chính thức và có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như hoàn toàn vô hình trước những sự kiện bi thảm này và cả đất nước đều bình tĩnh. Một blogger viết trên Twitter rằng Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam và Tứ Xuyên đã mưa lớn trong nhiều ngày, làm ngập lụt các thành phố, đường xá sụp đổ và lở đất ở các vùng nông thôn. Năm tháng êm đềm đã bị tẩy não. Nhưng ở vùng nông thôn, cuộc sống thực tế có bao nhiêu người vô gia cư, bao nhiêu người già và trẻ em bị nước cuốn trôi, vì vậy chính quyền lưu manh độc ác sẽ sớm bị tiêu diệt. Cũng giống như lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đang lan rộng. Mưa lớn bắt đầu đổ xuống ở nhiều nơi ở miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh và gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10 sẽ thổi ở một số khu vực hoặc kèm theo mưa đá, sét và sấm sét. Lu Media cho biết trong những ngày tới do đối lưu nhiệt mạnh, nhiệt độ sẽ giảm ở miền Trung và Đông Nam Nội Mông, Đông Sơn Tây, Bắc Hà Bắc, Tây Bắc Bắc Kinh, Trung và Tây Liêu Ninh, Tây và Bắc Cát Lâm và Nam Hắc Long Giang. Mưa lớn hoặc dông bao gồm cả Bắc Kinh sẽ thổi gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10 ở một số khu vực hoặc kèm theo mưa đá, sét và sấm sét. Nội Mông hiện là một siêu bão cát với bức tường cát hơn 100 mét quét qua.
Thưa quý vị, hôm nay Nhật báo Nội Mông đưa tin vào chiều qua, một trận bão cát đã xảy ra tại khu vực cảng Gankimodo ở thành phố Bayanawar, Nội Mông, và một bức tường cát hơn 100 mét đã cuốn vào. 10 phút sau, khu vực cảng bị bao phủ bởi cát và bụi. Theo báo cáo, thời tiết mưa bụi đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động thông quan của các phương tiện nhập cảnh và công tác phòng chống dịch. Cư dân mạng đã chụp được những bức ảnh về cơn bão cát vượt qua biên giới. Đoạn video cho thấy bức tường cát khổng lồ tiến tới từng bước che mất mọi thứ ở phía xa, chỉ còn lại bầu trời xanh và mây trắng phía trên. Chẳng bao lâu, những bức tường cát đã bao phủ các nhà máy và nhà ga. Vào đầu tuần, một trận bão cát cũng đã xảy ra ở một số khu vực của lưu vực Khaidam ở Thanh Hải. Đây cũng là một bức tường cát khổng lồ. Bức tường cát che trời, che nắng kéo dài hơn chục km, tầm nhìn chỉ còn chưa đầy 100 mét. Elephant News đưa tin, một khách du lịch đang tham quan khu vực này nói rằng anh ta nghe người dân địa phương kể rằng trận bão cát này là trận bão lớn nhất trong vòng 10 hoặc 20 năm qua. Nói chung, cơn bão cát tan biến sau 10 phút, lần này thì không tan cho đến 9 giờ tối, tức là kéo dài trong 4 giờ. Đợt nắng nóng tấn công hàng chục triệu người Trung Quốc, Quảng Đông đưa ra 144 cảnh báo nhiệt độ. Trung Quốc đại lục mở ra đợt nắng nóng thứ hai trong tháng này. Hàng trăm thành phố đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao. Ở Quảng Châu, nhiệt độ bề mặt thậm chí còn vượt quá 70 độ C. Hôm nay, tỉnh Quảng Đông đã ban hành 144 cảnh báo nhiệt độ cao, trong đó có 31 cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ và nhiệt độ bề mặt tối đa ở một số khu vực vượt quá 70 độ C. Cũng có người dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ bên trong xe, nhiệt độ cao nhất đã lên tới 82,5 độ C. Các nhà chức trách đã yêu cầu cư dân trong các khu vực báo động đỏ dừng mọi hoạt động ngoài trời và đặc biệt lưu ý đề phòng hỏa hoạn. Cục Khí tượng Quảng Châu dự kiến đợt nắng nóng này kéo dài trong 2-3 ngày, là đợt nắng nóng dài nhất ở miền Nam Trung Quốc kể từ năm 1951. Tính đến thứ ba, ít nhất 59 quận và thành phố ở Trung Quốc đại lục đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ với nhiệt độ dự báo vượt quá 40 độ C và gần 360 thành phố đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao màu da cam với nhiệt độ dự báo vượt quá 37 độ C. Do thời tiết nhiệt độ cao kéo dài, sự tan chảy của các sông băng ở vùng núi biên giới Tân Cương đã tăng nhanh. Mùa hè năm nay đã gây ra các thảm họa như lũ quét, lở đất ở nhiều nơi ở Tân Cương, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bông và các loại cây trồng khác. Ngoài ra, đợt nắng nóng diện rộng cũng gây áp lực lớn đến hệ thống điện của đại lục. Hồi giữa tháng 7, nhiều nhà máy điện ở Trung Quốc đã phá kỷ lục công suất sản xuất. Một số khu vực buộc phải hạn chế lượng điện tiêu thụ của các doanh nghiệp, thậm chí đèn đường đã bị chặn ở một số khu vực, hãy tắt điện để tiết kiệm năng lượng. Người đàn ông chết giang vì quá nóng mà ngủ trên sông bị coi như xác chết trôi. Thưa các bạn, gần đây Chiết Giang gặp phải thời tiết nhiệt độ cao, một người đàn ông nóng đến mức nằm trên sông và ngủ. Nhưng dân làng coi anh ta như một xác chết trôi nổi và gọi cảnh sát. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy đồn cảnh sát Thừa Nam ở Triệu Hưng, Chiết Giang nhận được tin báo vào đầu giờ sáng. Dân làng nói rằng một xác chết trôi đã được tìm thấy trên sông. Có một người nằm dưới nước bên sông, nếu chết thì sao? Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện một người đàn ông chỉ mặc đồ lót đang nổi bên cạnh bến sông với cây nước quấn quanh người. Dưới ánh đèn pin, khuôn mặt người đàn ông tái mét, mọi người hét lên tìm kiếm người đàn ông nhưng không có phản hồi sau khi gọi một thời gian dài. Đúng lúc mọi người chuẩn bị tiến tới để trục vớt thì xác chết lơ lửng cử động tứ chi, trố mắt khiến ai cũng giật mình, còn sống. Sau khi lên bờ, người này cho biết do thời tiết quá nóng nên sau khi uống rượu không ngủ được mà đi tắm sông rồi lăn ra ngủ. Anh cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh ngủ trên sông. Hàng ngày tôi lên sông lúc 1 giờ, sau đó về nhà ngủ, nửa đêm ngủ trên sông và ngủ trong nhà vào nửa sau của đêm. Đối với thói quen ngủ nướng thế này của người đàn ông, ai cũng không nhịn được giờ khóc giờ cười. Cư dân mạng cũng phải thốt lên, thật là đáng sợ, đây là người sống giữa đêm sao? Trời ơi, sở thích gì thế này? Miền Trung và miền Đông Trung Quốc bị lốc xoáy, 10 người thiệt mạng và 367 người bị thương. Thưa quý vị, các quan chức cho biết cơn lốc xoáy ập vào thị trấn Zhengzhe, tỉnh Giang Tô lúc 19 giờ ngày hôm qua và 20 giờ 40 phút ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Trận lốc xoáy tấn công Vũ Hán với tốc độ 86 km/h đã làm 6 người thiệt mạng và 218 người bị thương. Do ảnh hưởng của trận lốc xoáy ở Vũ Hán, 27 ngôi nhà bị sập và 130 ngôi nhà bị hư hại nặng. Lưới điện ở Vũ Hán, nơi bị lốc xoáy, đã bị hư hỏng, không thể cung cấp điện cho 26.600 ngôi nhà. Các quan chức cho biết thị trấn Zhengzhe cũng bị ảnh hưởng bởi một cơn lốc xoáy khiến 4 người thiệt mạng và 149 người bị thương. Nhiều nhà máy ở Zhengzhe Town bị thiệt hại nặng nề, nhiều khu vực rộng lớn bị mất điện.
tại hai khu vực bị lốc xoáy tàn phá, các đội hỗ trợ khẩn cấp đã bắt đầu các nỗ lực cứu hộ. Kính thưa quý vị, một cơn lốc xoáy đã quét qua 11 ngôi làng ở miền đông Trung Quốc, làm hư hại nhà cửa của người dân địa phương, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Đồng thời, các khu vực rộng lớn của Trung Quốc đang trải qua thời tiết nắng nóng gay gắt. Hôm thứ Tư, một trận lốc xoáy đã ập vào tỉnh Giang Tô, gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của hơn 2.000 người. Thời báo Hoàn Cầu trích dẫn các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 65 triệu nhân dân tệ. Lốc xoáy là tương đối hiếm ở Trung Quốc, tuy nhiên năm ngoái đã có lốc xoáy ở Giang Tô và Vũ Hán khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Trận lốc xoáy dữ dội nhất Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây xảy ra vào năm 2016 khiến 98 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương ở Giang Tô. Giống như phần lớn Bắc Bán Cầu, các khu vực của Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục vào mùa hè này với lượng mưa lớn bất thường làm trầm trọng thêm lũ lụt theo mùa. Biến đổi khí hậu được cho là một yếu tố khiến nhiệt độ cao hơn, lượng mưa nhiều hơn và thời tiết khắc nghiệt thường xuyên hơn. Dự báo thời tiết cho biết các khu vực rộng lớn từ khu vực Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc, Trường Sa và Nam Sương ở miền Trung Trung Quốc đến Phúc Châu ở Đông Nam Trung Quốc sẽ có nhiệt độ cao lên tới 43 độ C vào những ngày cuối tháng. Mặc dù không có trường hợp tử vong nào liên quan đến nắng nóng được công bố, chính quyền địa phương đang thực hiện các bước để giúp đỡ những người không có điều hòa nhiệt độ hoặc làm việc ngoài trời. Ở thành phố Nghi Sương, miền Trung Trung Quốc, những chiếc xe buýt không hoạt động vào buổi trưa được đậu tại 8 địa điểm trong thành phố để công nhân xây dựng và những người làm việc ngoài trời khác trốn cái nóng mùa hè miễn phí. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.